Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng lớp 8 của anh ngữ Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần Skills 1 của Unit 3, chủ đề là Teenagers, về thanh thiếu niên nha các em. Ở trong phần Skills 1 này, trước hết chúng ta sẽ cùng ôn luyện qua về kỹ năng đọc đã này. Đầu tiên, bài tập thứ nhất, chúng ta có một số những cái bức tranh, ví dụ bức tranh A, đấy là chúng ta thấy là mọi người đang chơi cờ vua đúng không? Và bức tranh B thì chúng ta thấy là các bạn học sinh đang làm thủ công á, hay là đang vẽ, đang làm nghệ thuật. Vậy thì chúng ta sẽ có câu đầu tiên này, look at each picture and say what club it is. Câu trả lời của cô sẽ là picture A is a chess club, đúng không? Câu lạc bộ cờ vua. Và picture B is an arts and crafts club, có nghĩa là câu lạc bộ nghệ thuật và thủ công nha các em. Tiếp theo này, câu hỏi thứ hai, which of your school clubs do you want to join? Các em thích tham gia vào những cái câu lạc bộ nào ở trong trường? Vậy thì ở đây mỗi bạn sẽ có một cái câu trả lời khác nhau đúng không? Ở đây nếu mà cô trả lời, cô có thể trả lời là I want to join the sports club, câu lạc bộ thể thao. Và cô đưa ra lý do đấy là bởi vì cô thích bóng đá chẳng hạn, và cô muốn strengthen my physical health, đấy là cô muốn cải thiện cái sức khỏe thể chất của mình này. Tiếp theo chúng ta sẽ có bài tập thứ hai, đấy là hãy đọc cái đoạn hội thoại và sau đấy thì tick true hay là tick false cho từng câu hỏi. Trước khi mà chúng ta tiến hành đọc cái đoạn hội thoại này, cô và các em sẽ cùng đi qua từ mới duy nhất ở trong bài học ngày hôm nay nhé các em. Bài học ngày hôm nay chỉ có duy nhất một từ mới thôi, đấy là từ focused. Cái từ focus này chúng ta sẽ sử dụng khi mà chúng ta muốn nói đến việc mà tập trung hay là chuyên tâm đến điều gì đấy này. Rồi, sau khi mà chúng ta nắm được từ mới này, cô và các em sẽ cùng tiến hành dịch cái đoạn hội thoại này ra để chúng ta hiểu nghĩa hơn nha. Đầu tiên chúng ta có bạn Mai hỏi là so which club do you want to join? Bạn Tom muốn tham gia vào câu lạc bộ nào? Tom trả lời là I'm interested in two clubs which are badminton and chess, đúng không? Cầu lông và cờ vua này. I like badminton too, it's relaxing. Bạn Mai thì cũng thích cầu lông bởi vì là nó rất là sảng khoái đúng không? Nó rất là thư giãn. Tom bảo là yes, I play it to keep fit. Keep fit ở đây là giữ dáng nha, giữ sức khỏe nha các em. So let's join that club together. Vậy thì hãy tham gia câu lạc bộ đấy cùng nhau. Bạn Mai bảo là okay, it's on Tuesdays and Fridays from 5 p.m. to 6:30 p.m. Đây là thời gian mà câu lạc bộ đấy diễn ra đúng không? It starts 30 minutes after school, so we have enough time to get some snacks beforehand. Chúng ta có câu lạc bộ này thì bắt đầu sau giờ học, nghĩa là sau tiết học 30 phút đúng không? Vì thế nên chúng ta có đủ thời gian để có thể ăn nhẹ trước khi đó, trước khi đi tập á. Bạn Mai còn bảo là I know you like chess, will you join the chess club? Tớ cũng biết rằng cậu thích cả cờ vua nữa, thế cậu có tham gia không? Tom bảo là I started playing it 5 years ago. Bạn ấy đã bắt đầu chơi từ 5 năm trước rồi đúng không? My mom first sent me to a chess club because she wanted me to be more focused. Chúng ta có là mẹ đã đưa bạn ấy tới câu lạc bộ này rồi bởi vì là mẹ muốn bạn ấy tập trung hơn đấy, bạn ấy chuyên tâm hơn tới cờ vua. Now I find that I can concentrate better. Bây giờ bạn ấy nhận ra rằng bạn ấy có thể tập trung tốt hơn này. So do you like chess? Let's join the chess club too. Thế bây giờ bạn Tom hỏi bạn Mai là có thích cờ vua không để có thể tham gia cùng nhau. Thì bạn Mai lại trả lời là actually this year there's a new arts and crafts club and I want to join it. Chúng ta có là năm nay có một câu lạc bộ mới là câu lạc bộ nghệ thuật và thủ công đúng không? Và bạn ấy muốn tham gia nó. Nó ở đây chính là câu lạc bộ nghệ thuật và thủ công đó. I hear that the members will work together in small community service projects. Tớ cũng nghe được rằng là các thành viên đúng không sẽ làm thế nào nhỉ? Làm việc cùng nhau ở trong những cái dự án. Đây, dự án service là liên quan đến dịch vụ này, cộng đồng, dự án dịch vụ cộng đồng nhỏ đó. Và các thành viên có thể do art projects, nghĩa là làm các cái dự án nghệ thuật, và cũng như là cải thiện cái practical skills, những cái kỹ năng practical là thực tế, thực tiễn nha các em, và cũng như là kỹ năng làm việc nhóm nữa. Thì Tom bảo là awesome Mike, who will coach that club? Coach là huấn luyện nha, ai sẽ là huấn luyện viên của cái câu lạc bộ đó? Thì mình sẽ có là Miss Hoa đúng không, là giáo viên dạy nghệ thuật, mỹ thuật đó. She will help us connect with the community. Cô ấy sẽ giúp chúng tớ có thể kết nối đúng không? Connect với cả cộng đồng. Đó, sau khi mà chúng ta đã đọc xong đoạn hội thoại giữa bạn Mai và bạn Tom như này rồi, chúng ta sẽ có một số câu để tick true và false nha. Câu đầu tiên đấy là trường học thì có câu lạc bộ badminton, cầu lông này, cờ vua và câu lạc bộ nghệ thuật cũng như là thủ công, thì đây sẽ là một đáp án chính xác rồi, tick và true. Câu số 2, câu lạc bộ cầu lông thì là sau giờ học đúng không các em? Chính xác rồi, sau giờ học, cụ thể là 30 phút sau giờ học đấy. Chúng ta tích vào đáp án true. Và câu số 3, Tom started playing chess when he was 5. Từ khi mà bạn ấy 5 tuổi thì bạn ấy đã bắt đầu chơi cờ vua rồi.
Trong đoạn hội thoại có nhắc đến số 5, nhưng mà đấy là 5 năm trước thì bạn Tom tham gia chơi cờ vua, chứ không phải là bạn ấy chơi từ khi còn 5 tuổi. Đó, nếu mà bây giờ bạn ấy học lớp 7 thì 5 năm trước là bạn ấy đang học lớp 2 đúng không? Thì chắc chắn là hơn 5 tuổi rồi. Tích vào false. Và cuối cùng là members of the Arts and Crafts Club do community activities, là thành viên của cái câu lạc bộ nghệ thuật cũng như là thủ công thì cũng làm những cái hoạt động cộng đồng, thì đây sẽ là một cái đáp án chính xác luôn, tích vào true. Bài tập số 3 như sau này, chúng ta hãy cùng đọc lại đoạn hội thoại và có một cái bài multiple choice, khoanh tròn và câu trả lời chính xác nhé. Chúng ta có 5 câu hỏi ở đây. Câu hỏi đầu tiên là Tom and Mike are discussing, đang thảo luận đúng không? Thảo luận về gì nhỉ? Thì đáp án A là their leisure time activities, là những cái hoạt động trong giờ giải lao này, giờ rảnh á. Hay là their school club activities, hay là their likes and dislikes, sở thích và sở ghét. Thì chắc chắn là Tom và Mike đang thảo luận về các cái hoạt động trong câu lạc bộ rồi, khoanh vào đáp án B. Trong câu thứ hai, Tom started playing chess because, Tom bắt đầu chơi cờ vua bởi vì sao nhỉ? Thì chúng ta có đáp án A là he loved it, bạn ấy thích cờ vua. Hay đáp án B, he wanted to stay focused, bạn ấy muốn tập trung. Hay là đáp án C nhỉ, mẹ của bạn ấy muốn bạn ấy chơi. Thì đúng là mẹ bạn ấy muốn bạn ấy chơi, và sau khi chơi xong thì Tom thấy là bạn ấy tập trung hơn. Khoanh vào đáp án C nha. Câu số 3, chơi cờ vua thì giúp Tom như thế nào đấy? Đáp án A là kết nối với các thành viên khác, đáp án B là tập trung tốt hơn, và đáp án C là làm những cái dịch vụ cộng đồng. Vậy thì chúng ta khoanh vào đáp án B rồi. Tiếp theo, từ số 4 này, cái từ it ở trong đoạn hội thoại nãy cô có nhắc tới ấy, nó thay thế cho một từ, đấy là từ câu lạc bộ nghệ thuật cũng như là thủ công đúng không? Chúng ta sẽ chọn đáp án B, Arts and Crafts Club. Và cuối cùng câu số 5, bạn Mai sẽ tham gia vào câu lạc bộ này để làm gì nhỉ? Đáp án A là giúp trường này, đáp án B là có thể huấn luyện bạn bè hay là làm huấn luyện viên đối với bạn bè của bạn ấy ấy. Hay là đáp án C đấy là do art projects, thì đáp án sẽ là đáp án C nha, đấy là làm các cái dự án nghệ thuật để giúp đỡ cộng đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ có bài tập số 4, đây là một bài tập về kỹ năng speaking nha các em. Ở đây chúng ta sẽ cùng làm việc theo cặp và tạo ra các cái cuộc hội thoại và dùng những cái thông tin đã cho ở trong bảng. Chúng ta có thể thấy trong bảng có hai câu lạc bộ, đấy là câu lạc bộ guitar đúng không, và câu lạc bộ vẽ. Chúng ta có thời gian này, venue là cái địa điểm tổ chức nha, số điện thoại liên lạc này, huấn luyện viên, và cuối cùng là lợi ích đó. Chúng ta có ví dụ về một số câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra ở đây là what time does the guitar club meet, là cái thời gian mà câu lạc bộ guitar gặp mặt đúng không, thì câu trả lời là it meets on Mondays from 5 to 6:30. Và where does it meet thì sẽ trả lời là it meets in the music room on the second floor, chẳng hạn vậy. Tương tự, cô có thể đặt ra những cái câu hỏi khác nhau cho các cái câu lạc bộ, kể cả là guitar hay là painting club. Ở đây cô sẽ gợi ý những cái câu hỏi và câu trả lời các em có thể đặt ra cho câu lạc bộ guitar nha. Còn tương tự painting club thì cũng sẽ có cấu trúc đặt câu hỏi và trả lời y như câu lạc bộ guitar thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ có là who should I contact at the guitar club? Các em có thể trả lời cái người mà các em có thể liên lạc là you can contact Mr. Quang, a professional guitarist, through the number 00846-23486. Đó. Và một câu hỏi thứ hai đấy là what are the benefits of the guitar club? Đâu là những lợi ích của câu lạc bộ guitar nhỉ? Thì một bạn có thể trả lời là you can enjoy music and make new friends. Đó. Tương tự với câu lạc bộ painting, câu lạc bộ vẽ thì các em cũng trả lời y như câu lạc bộ guitar nha. Sang đến bài tập số 5 này, chúng ta sẽ có một bài tập cũng là đặt câu hỏi và trả lời, nhưng mà là về một câu lạc bộ ở trường các em này. Sau đấy các em sẽ cùng ghi lại câu trả lời nha. Cô lấy ví dụ ở đây là nếu như là trường có một câu lạc bộ âm nhạc chẳng hạn, thì sẽ có giờ gặp mặt này, thời gian gặp mặt thứ này, cũng như là gặp mặt ở đâu vân vân. Thì cái cấu trúc mà các em viết cũng tương tự như là cái cấu trúc ở trong bài tập số 4 thôi. Cô sẽ back lại bài tập số 4 cho các em xem qua nha. Sẽ có thời gian, địa điểm, có thể là người mà chúng ta có thể liên lạc á, và cũng như là lợi ích. Thì chúng ta sẽ có một cái câu trả lời mẫu của cô như sau này. The sports club at my school meets on Wednesday afternoons. Ở đây cô muốn nói đến câu lạc bộ thể thao trong trường, gặp mặt vào chiều thứ tư đúng không? Từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều chẳng hạn vậy. It meets at the football pitch near my school. Football pitch là sân bóng đá nha các em. Và the coach is Mr. Hung. Đây, a professional football player. Đây chính là huấn luyện viên, thì là một cái cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đó. Bằng việc là tham gia vào câu lạc bộ thì you can improve your football skills, có thể cải thiện cái kỹ năng chơi bóng đúng không? Kết bạn mới, và strengthen your health là cải thiện sức khỏe của mình nữa.
Vậy là qua bài học ngày hôm nay chúng ta đã được ôn về kỹ năng đọc và kỹ năng nói đúng không? Đều về chủ đề đấy là các câu lạc bộ ở trong trường này. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh sau của anh Ngữ Gym nha. See you soon!